Thầy chào các em, thầy rất vui khi được gặp lại các em trong tiết nhạc lớp 6 ngày hôm nay. Nhìn lên hình ảnh này và cho thầy biết hình ảnh gợi lên cho chúng ta điều gì nào? Còn bây giờ, cô mời cả lớp mình cùng tiếp tục với chủ đề thứ nhất, vui bước đến trường. Và ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng học tiết 2, gồm có 2 nội dung. Thứ nhất, ôn tập bài hát Mùa khai trường. Thứ hai, nhạc cụ tiết tấu, bài thực hành số 1. Các em thân mến, ở tiết trước chúng ta đã được học bài hát Mùa khai trường, một sáng tác rất dễ thương của nhạc sĩ Phan Việt Phương. Vậy thì em nào có thể cho cô biết nội dung bài hát Mùa khai trường là gì không nào? Bài hát Mùa khai trường là sáng tác của nhạc sĩ Phan Việt Phương, có tính chất trong sáng, vui tươi, hồn nhiên. Nội dung thể hiện niềm hân hoan của học sinh trong ngày khai trường vào năm học mới. Nào, bây giờ cô mời cả lớp cùng đến với phần thứ nhất của tiết học ngày hôm nay, ôn tập bài hát Mùa khai trường. Các em nhớ, chúng ta sẽ cùng hát và kết hợp với động tác vận động mà các em đã chuẩn bị ở tiết trước nhé. Các em thân mến, các em hãy quan sát hai âm hình tiết tấu trên màn hình và hãy cho cô nhận xét đặc điểm của các âm hình tiết tấu này các em nhé. Tiếp theo,
cô mời cả lớp cùng luyện tập gõ tiết tấu A. Trước tiên, các em sẽ vừa đọc tiết tấu A, vừa đọc và vỗ tay theo cô nha. Tiết tấu A như sau. Đen, lặng, đen, đen. Các em hãy các em thân mến, việc gõ tiết tấu thật là vui và dễ thực hiện, phải không các em? Nào, bây giờ chúng ta hãy cùng đến với tiết tấu B nhé. Và cũng như tiết tấu A, chúng ta cũng sẽ vừa đọc thầm và vừa vỗ tay theo hoặc vừa gõ tiết tấu theo nhé các em. Cô và các em cùng thực hiện nào. Đen, đen, đơn, đơn, đen. Tiết học ngày hôm nay thật nhiều những âm thanh vui nhộn, đúng không các em? Sau đây, cô mời các em cùng thực hiện gõ đệm cho bài hát Mùa khai trường mà chúng ta đã học ở tiết trước. Chúng ta có thể sử dụng nhạc cụ gõ như thanh phách hay trống nhỏ hay nhạc cụ tự chế ở nhà để chúng ta thực hiện việc gõ đệm cho bài hát Mùa khai trường theo tiết tấu B. Còn bây giờ, cả lớp mình sẽ cùng luyện câu đầu tiên nào các em. Thank you.
Các em thân mến, ở năm học này chúng ta sẽ học thật là nhiều những điều thú vị. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với Body Percussion. Đây chính là một phần vận động cơ thể theo bài hát. Chúng ta hãy cùng luyện tập mẫu đầu tiên nha các em.
Một lần nữa, các em hãy nêu lại ý nghĩa giáo dục của bài hát Mùa khai trường cho cô biết nhé. Và hãy nêu cảm nhận của các em sau khi được học xong nhạc cụ tiết tấu